Rồi, hai tô mì hải sản bò ngư và số 2. Hi, thế xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Gia đình bé heo cuộc sống Trung Quốc tại Việt Nam. Bữa nay cái video này thì gặp một chút rắc rối ở villa mà ăn mì gói. Em mời cô chú anh chị đón xem video tại sao lại ăn mì gói nha. Bây giờ là gia đình con tắm hồ bơi, tắm biển, tắm hồ bơi được xong hết trơn rồi. Giờ đói bụng quá, giờ chị Nhi dẫn đi ăn. Đi ăn ở ngoài sảnh đó cô chú. Hay ở đâu á. Thì đi vô đây rủ mấy bác mấy chú đi nè. Ở đây đẹp lắm đó cô chú. Nước ở đây hết nè, lát nữa nè nha. Lát trước sẽ về phòng. Nhớ ấy nha. Dạ. Giờ gia đình tập tụ đầy đủ hết trơn à. Giờ đi cô chú ơi. Sĩ Phan đi, hồi mình quay lại mình quải nha. Mày là cậu cho tại chơi trong cái đi. Sáu tháng trước là nó có chiếc phim đó, tối dậy lên cho lúc coi. Chiếc có ba buổi, cái ổng bây giờ ổng đi bình thường, ổng hồn quá trời, ổng cảm ơn cái là cái con thực kỳ đó. Cảm ơn thầy ở Mỹ Tho nè, để khỏi để coi cái chân tôi bị khớp vậy vậy đó, có trị được không? Trị được thì mình xuống, xuống đền á. Cái này là Nova World. Building này đẹp ghê luôn kìa, moving pic nè. Moving pic của ở ấy nè. Này em bữa là tính đặt đây nè, nhưng mà thấy nó giá casino nữa. Nhưng mà nó là thuộc về khách sạn nhiều chứ không phải resort. Cái phía dưới nó chảo. Khách sạn. Đó là đồ chơi đó, resort đó là đồ chơi chơi bé. Đây là seafood. Hải sản tươi sống kìa. Giờ nhà thống nhất đang cháo vịt này cô chú ơi. Đang cháo vịt bên quán bên kia.
quán này là quán Tú đó cô chú. Nhà 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 con chuyển chỗ ăn lần hai. Cái chỗ nãy là tưởng đâu là cháo vịt. Giờ quyết định ăn hải sản, nãy tưởng đâu là cái chỗ đó là bán cháo vịt á, ai về đó là bán cháo má heo. Cháo lòng rồi á, nhà không có ăn nên là đi chuyển quán khác. Đi ăn hải sản nha cô chú ơi. Đây quán hải sản Xuân Hưng. Có mấy cái này nè, còn tươi luôn. Cái này có tôm hùm đó nha, có tôm hùm nha, tôm mũi ni ốc, tôm mũi ni mày hào cá gì á, cá gì xé ra cho em đi Tường, xé cái kem ra cho em đi. Ok. Ăn. À, đi quán nào á cũng không có đồ ăn hết trơn hết cô chú ơi. Bây giờ là tấp vô cái tiệm tạp hóa này, mua kem, mua bánh, mua nước, mua mì. Về villa ăn. Về phòng ăn. Bà cô ăn cây kem luôn rồi. Người cầm cây kem hết rồi. Thôi giờ tụi con đi vô chậm rồi cô chú ơi. Mẹ con vô cái chỗ ăn ở trong cái khách sạn nha cô chú. Vô đây ăn. Vô coi mình ăn được gì thì mình mua mình ăn. Hồi nãy giờ thì gia đình em cũng đi mấy quán rồi đó cô chú. Cái quán đầu tiên tính ăn cháo vịt mà ai ngờ đâu là cháo má heo, cho nên gia đình không có ai ăn được hết trơn á. Còn đi lại trong cái quán hải sản á thì để là nhiều món lắm. Nhưng mà mình gọi món này thì cũng hết, món kia thì cũng hết. Xong rồi cái đi về cái tính đi vô trong cái sảnh ở chỗ cái villa ở á ăn cô chú. Nhưng mà không ngờ là người ta có một người đầu bếp ở lại à, đang phục vụ bên cái chỗ kia là người ta đang ăn sinh nhật á cô chú. Cho nên là nhà em không có gì ăn hết. Thành ra tụi em rủ nhau á, mấy cô nè với chị với anh rồi đó, nói là thôi đi về phòng đi ăn mì đi. Lâu rồi không ăn mì, ăn lại cũng ngon lắm đó cô chú. Ủa cái đó của nhà mình không hả? Cái đó của nhà mình hả? Nhà mình có ấy đâu. À
bên đây là hồi nãy mới tổ chức sinh nhật của cô chú. Bây giờ về tới phòng mà bây giờ làm mua mì với lại ít con biển khô rồi đó. Lai dai á cô chú. Không làm gì không bán 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 mì với sao luôn. Rồi hai con mì hải sản bò ngư vàng số 2. Con treo lông. Rồi hai mì bò đặc biệt số 4 luôn nè. Đói quá cái gì ấy rồi. Tưởng tượng ra mì bò đó không ạ. Mai lấy hộp khác. Về ăn thêm một ly mì nữa cũng được rồi. Mình nó một bàn nữa. À, người li mì á. Đó, ngày nào ông lại ngủ với mẹ Nhi hết trơn rồi. Nó biết tắt đèn, mở đèn đó chị, nãy nó mở cho em hai cái đèn đó. Là hùng mẹ Nhi đi, hồi mẹ bắt với cha nè. Mẹ về nghe. Con ngủ đi nghe. Chưa mẹ quà ăn đi, chưa mai ngủ ngon. Chúc mẹ ngủ ngon. Mẹ về nha. Đóng cửa mà đóng rồi, em chị em đóng lại cho. Buổi sáng bình minh này cô chú ơi. 6 giờ mấy rồi. 6 giờ mấy rồi. Ở bên ngoài vậy đó. Ở dưới đây thì cái hồ bơi, ngày hôm qua bơi nè cô chú. Dạo sủi đó, bụi can chiên đó con. Ý hồi phục dạo sủi bụi phiêu làng là. Ý hồi cạn là ta mình xa lại. Hồi tối cái này nè, cái cây này nè, đập vô cái mặn mặt nè. Dễ dạo sủi, sao nó bên nè. Nó bên can chiên, ý hồi quay lại siêu phanh bỏ là ta mình quẩy. Bỏ thêm bữa canh chiên. Là chờ thằng cá rồi. Hồi vanh cái con của ta luôn. chị Chiên. Phòng em à. Giờ nhà con sẽ đi ăn. Đi ăn sáng nha cô chú. Đi nè măng dạ. Chút nữa nó khô à. Mấy con kia mà chúng ta. Em đang ngồi đây chụp hình kìa thôi. Nó ngồi đây, xuống đây. Nhà con tới cái chỗ ăn sáng này nè cô chú. Ăn ở đây kiểu như dạng buffet á. Dạ, của em 2 phiếu nha chị. Lấy cái giùm con. Buổi sáng cái này được ăn, cái này là chén miệng nha cô chú, cái này là chén miệng, cái này là ăn sáng.
con qua đây ngồi. Thì con sẽ ngồi cái view này dễ quay cho cô chú coi nha. Dạ giỏi lắm ông bà cô chú ơi, đói rồi sáng đi ra ăn này nè. Nè con nhìn đây, con chào ông bà cô chú đi. Nhìn mẹ nè. Nhìn mẹ nè. Giỏi. Cái này là xôi nè cô chú. Cái này là bánh bèo, bánh hỏi, bánh ướt. Cái này là nước sốt hay như nước mắm hay vậy? Chị Tường lấy vàng đi, lấy ăn đi con. Chị lấy trả đi. Chị cái này 3T phải không chị? À, cái này 3T nè. À. Chị Tường lấy xong chưa con? Con lấy ít thôi, con lấy nhiều quá cái bắt đầu họ ăn không hết á. Lấy từ từ thôi con. Con sẽ xin xong Montana về. Ta con quay cút cái gì lấy đồ con ăn thôi cút. Con lấy gì lấy trước đi, lấy xong đi. Rồi tới Út. Cái này là bên cái cây nè cô chú, tráng miệng nè. Vô vô cái đồ tráng miệng rồi. Từ từ thôi lấy đồ ăn tráng miệng nha con, gấp quá vậy. Chưa ăn xong con ăn tới chóng này. Bên đây thì bánh mì. Bé Sen ơi. Cái này là sữa chưa ở trong rồi cô chú. Mứt. Chồng em hăng hái lắm, gót nước, gót sữa rồi pha dữ rồi. Pha bạc xỉu rồi cô chú ơi. Pha bạc xỉu rồi. Đi. Tại tạc khai này gọi khai này gọi suy tùy minh thầm hơn. Cái này là cơm nè cô chú. Rồi, cơm rang. Bên đây thì mì xào. Bên đây thì cải xào. Xong rồi. Đó. Cái cải xong rồi hả? Nhũ rồi xong rồi hả? Thịt xong khói, xúc xích. Trứng gà. Cái gà ta khùa hay xong rồi ta? Trứng gà luộc. Cái này cà ri. Xong. Ăn lẹ đi, hoa quả chùi chi, thiên hoa mà bà về. Mời cô chú ăn sáng gia đình em nha. Chị Tường dữ lắm mà lấy mấy dĩa luôn kìa. Biển Hoàng đây nè chị bà. Nga cho mở tiệm nè. Kha đây nè cô chú ơi. Kha ăn tới 3 tô 4 dĩa luôn nè ông bà cô chú. Cùng ly dữ rồi ông bà cô chú ơi. À. Cũng với 2 Kha nó mới chịu. Đầy đủ hết mấy chịu vậy đó. Mắm này không? À. Xong khói không? Cà ri vịt. Cái đó là cái nồi nước gì á? Cháo trắng rồi, cháo súp hải sản. Hải sản nữa kìa. Nó ăn súp không? Thank you.
ăn dữ rồi. Trời ơi, có kìa, có kìa. Á kìa. Mà dạ chín bơ. Ăn nồi nồi luôn rồi. Ôi ôi. Ăn nó nào lấy cái kéo không còn lấy tay bứt kìa dữ vậy. Chị ăn gì nữa không? Ừ. Chị na đi, chị mà chị chị tuốt tiền đi. Tao sống mà bỏ xong mà chị ba chị tuốt tiền đi. Nã mà. Giỏi quá mà dạ chín ba. Ôi ơi, con kẹo lấy cái kéo. À không có cây kéo, không cần cây kéo nhấp rồi lấy cái tay bước xuống chứ. Cửa sủi đi con nè, cửa liễn nè bà ba, cửa liễn nè. Giỏi quá. Rồi ăn đi. Ừ. Bà về đó, ông bà xỉu đó. Nó tắm nữa rồi, ra nó xuống rồi em bé nó sợ. Sáng giờ có đi đâu được chưa? Có anh ơi. Thì ra biển là phải à. Đi với người lớn đi ra. Không có ra biển, ra chỗ hồ đó kìa. Chỗ hồ đi, không ra biển. Người lớn. Biển giờ sóng lớn lắm đó. Đó, em bé ra đây tắm rồi. Sáng sớm ra tắm rồi, cô chú ơi tắm xong mà hồi về. Chưa chưa rồi về. Đi xài cho Chiều Hải nung sủi lại điện Chiều Hải đó. Cái trường sủi ăn nhau là mặc vào bay đó. À, con vui không? À, chuyện là sao mấy sao? Mấy dậu. Ờ, nó kêu anh ba đi ra nhìn nó. Nó kêu anh ba đi ra nhìn nó. Chuyện là bỏ bánh, bỏ đồ trên xe đó, lát này ăn ăn. Mang mang đi, con mang mang lại ba quý hồi đi, lại vi sen đi hồi, lại ba bảy hồi. Mang mang đây tung, liền cái chèo tung tung tùy, tùy. Giỏi đó, ờ tùy. Ừ, tùy. Nè, hỏi cái bo bo là. Mang mang giỡn dùng lại ba bà đi. Nó sợ. Nó sợ. À là anh còn đau bụng nữa nha, không gớt tiếng hội luôn. Mày dạy giáo dụng đi, mama giáo dụng đi mày xa. Tha tấu đi quải nè. Gì như trong ổ lè kìa, trong nhà kìa. Con kêu dì ba đi, kêu dì ba xuống tắm với con. Ừ. Tao thấy nó sợ. Rồi chưa? Bốn anh em nhà ta. Đi lên đằng đây ta hai đồ đang chưa bị trả phòng về nè con. Khai ơi, giờ này trời xanh mây trắng nắng vàng là đẹp lắm nè Kha.
Mấy sầm mà anh chưa qua. Kha đứng gì làm kiểu nào mơ rồi Kha. Hello. Hello bé bồng bồng mà mắt hồng hồng. Trời hai anh em nằm kìa, hai anh em nằm kìa. Nằm phơi nắng rồi nữa. Nhắn nước ra giờ Út. Đi xa, nhắn nước ra. Ừ. Ừ. Sao không Kha? Chị Tường. Giờ này nắng nên quay đẹp quá à. Màu đẹp. Xích lại Kha. Làm gì? Ở đây ngày qua ra ngoài biển nó nước mặn lên nó khó chịu đó, rồi nó sợ luôn rồi đó, mày làm hút hồn nó ngoài rồi. Trời ơi xanh vậy trời, trời. Kha ơi Kha. Nhà con chuẩn bị trả phòng đi về thành phố, đi về nhà, đi về nhà dì Nhi một đêm rồi gia đình con sẽ đi về quê. Chị Nhi bu ái mày rồi. Chị Nhi bu ái bằng dạ rồi. Đi cậu đi. Đó. Đó đó nó quay vô đó. Cái nó vô với Nhi nè con chú. Nó vô với Nhi vậy đó. Thôi. Anh Ba đi dẹp cái bình đó hả anh Ba? Hồi thoại tới anh Ba không đem về hả? Cái gì? Anh đây cầm cho con được không con gái mẹ? Con ơi, chị không mệt mỏi vậy? Anh đây cầm cho, mẹ quạnh là mỏi. Không ai ăn đâu, mẹ cầm cho. Mỏi mẹ nè, hồi nó chịu cho mẹ dạng. Mẹ cầm cho nó, chịu cho đó. Mẹ nè, chị không thích ăn đó. Mấy chú chịu đó. Ta khai bố xỉa. Đó rồi đòn, bố xỉa. Quái đó. Đây là cái khung viên trong khách sạn này cô chú. Mẹ gia đình con đi về. Mẹ gia đình con phải đi ra ngoài xe. Ở lên trước đó là gia đình của mọi cô chú, anh chị nào á. Ở đây anh chụp hình. Cô chú ơi. Video của em sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem. Bye bye, hẹn gặp lại video sau.